Một phương pháp để giảm cân và giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả đó là intermittent fasting, hay còn gọi là nhịn ăn gián đoạn. Hiểu đơn giản là bạn bỏ đói bản thân trong vòng 16 tiếng và bạn chỉ ăn uống trong vòng 8 tiếng còn lại. Phương pháp này thì thực sự hiệu quả, bởi khi bạn nhịn ăn gián đoạn thì bạn sẽ thực sự cảm thấy đói, và nếu trong khoảng thời gian đó bạn có thể nhịn và không ăn uống gì thì cơ thể sẽ kích hoạt một cơ chế là tự ăn thịt bản thân bằng cách là huy động các cái tế bào mỡ dư thừa trong cơ thể để chuyển hóa thành năng lượng. Tuy nhiên, có một sai lầm mà mọi người thường mắc phải, đó là các bạn tranh thủ ăn cả thế giới sau khi nhịn, dẫn tới là lượng calo dư thừa quá mức và nó lại chuyển hóa thành mỡ để tích trữ trong cơ thể, và việc nhịn ăn sẽ không hiệu quả. Phương pháp này thì cũng chỉ nên áp dụng khi bạn có chỉ số BMI là trên 18.5, bạn đang không mắc các bệnh về tiểu đường, huyết áp thấp và bạn đang không mang thai hoặc là đang cho con bú nhé.